Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn dòng tâm sự có tựa đề Vợ đi vắng cô hàng xóm xin ngủ nhờ, nửa đêm tôi sốc nhìn việc cô ta làm. Xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi. Tôi và vợ mới kết hôn được 5 tháng nay, hai vợ chồng vẫn chưa mua được nhà, đang ở nhà thuê, cố gắng phấn đấu sớm tậu một căn hộ rồi mới quyết định sinh con. Vợ tôi ham mê sự nghiệp, cô ấy bảo tranh thủ lúc còn son rỗi thì cố gắng phấn đấu lấy một vị trí ổn định trong công ty. Ít nữa có sinh con, chăm sóc con nhỏ thì cũng yên tâm. Vợ hay đi công tác, tôi thường xuyên ở nhà một mình, nhưng cũng không hề trách hờn gì cô ấy cả. Hôm qua rồi vợ tôi lại đi công tác, gần 12 giờ đêm có tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi thắc mắc vô cùng, không hiểu ai còn ghé thăm nhà mình vào giờ ấy. Mở cửa ra thì ngạc nhiên thấy cô hàng xóm trong bộ quần áo ngủ đứng trước cửa với vẻ mặt bối rối ngượng ngùng. Tôi giật mình kinh hãi khi nghe cô hàng xóm bảo muốn ngủ nhờ một đêm vì cô ấy sợ tối. Tối đó chỉ có một mình ở nhà, cô bạn thuê chung căn hộ đã về quê mất rồi. Người trưởng thành còn sợ bóng tối, nghĩ thật nực cười. Nhưng dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, vợ tôi nhiều lúc cũng rất sợ tối. Tuy nhiên để cô hàng xóm vào ngủ nhờ thì là điều tôi phải đắn đo suy nghĩ. Cả đêm chỉ có tôi với cô ấy trong nhà, nghĩ thôi đã nhạy cảm rồi. Nhưng cô ấy cứ nài nỉ mãi, thấy cô ấy mặc đồ ngủ nhưng vẫn rất kín đáo, thái độ lại nghiêm túc từ tốn. Hơn nữa ngày thường tôi luôn đánh giá cô hàng xóm chỉn chu, không phải hạng chơi bời nặng nề. Chính vì vậy tôi thật sự tin tưởng là cô ấy chỉ muốn vào ngủ nhờ vì quá sợ bóng đêm. Sau khi suy nghĩ một lát thì tôi đồng ý, căn hộ vợ chồng tôi thuê có 2 phòng ngủ. Tôi chỉ cho cô ấy vào phòng ngủ dành cho khách, đã có sẵn chăn gối, dặn dò chỗ để nước uống và nhà vệ sinh, sau đó tôi quay về phòng đi ngủ. Nửa đêm tôi đang ngủ ngon thì phải giật nảy người khi phát hiện có ai đó chui vào chăn ôm chầm lấy mình. Trong nhà chỉ có một mình, đột nhiên xuất hiện thêm người thứ hai khiến tôi suýt hét lên thất thanh. Nhưng lúc nghe được một giọng nói dịu dàng ướt át vang lên ngay bên tai, tôi nhớ ra tối qua mình vừa cho cô hàng xóm vào ngủ nhờ. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cô hàng xóm đã cởi vài chiếc cúc áo ngủ khiến bầu ngực lấp ló trước mắt tôi. Vòng tay ôm chặt, cô ta kề môi ngay sát rót vào tai tôi những lời rủ rê dụ dỗ. Anh cho em xin một đứa con nhé. Em theo chủ nghĩa độc thân, không muốn kết hôn, nhưng muốn sinh một đứa con để nuôi. Hai mẹ con quấn quýt làm chỗ dựa cho nhau. Chỉ cần mang thai được, em sẽ lập tức chuyển đi, không có bất cứ liên hệ gì với anh nữa, sẽ không làm phiền đến hạnh phúc của gia đình anh đâu. Anh cũng chẳng thiệt gì mà phải không? Giúp em nhé, em giỏi khoản rừng chiếu lắm đấy. Đảm bảo anh sẽ không phải hối hận đâu mà. Dù tôi yêu vợ, nhưng có một người phụ nữ thơm tho quyến rũ chui vào trong chăn nằm ngay sát, còn nả lơi quyến rũ và chủ động nhiệt tình, thật khó người đàn ông nào có thể từ chối được. Lúc ấy trong đầu tôi nhớ đến nụ cười của vợ hôm cô ấy đi công tác. Vợ dặn tôi ở nhà phải ngoan, khi về cô ấy sẽ có quà cho chồng. Nghĩ đến phải xa cô ấy mãi mãi, tôi sợ hãi lập tức đẩy cô hàng xóm ra. Thật dại dột khi lúc đi ngủ quên không chốt cửa phòng. Tôi không cần biết cô theo chủ nghĩa độc thân hay muốn kết hôn, nếu muốn sinh con thì hãy đi tìm người khác, tôi không phù hợp đâu. Tôi cũng không cần một cuộc chơi qua đường vì tôi không muốn mất vợ. Nói xong tôi mở cửa tiễn khách. Dù tôi tự hào vì mình đã vượt qua được cám dỗ, giữ được lòng chung thủy với vợ, thế nhưng với một người phụ nữ chẳng kiêng nể gì, sẵn sàng bày mưu tính kế để leo lên giường đàn ông như vậy, không biết sau này tôi có thoát khỏi tay cô ta được hay không. Tôi chỉ sợ cô ta lại có mưu đồ xấu gì đó mà mình không thể lường trước được. Hay là tôi với vợ chuyển nhà đi chỗ khác cho rồi, để tránh hậu họa về sau.
Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp dòng tâm sự có tựa đề Đến tận nơi khuyên con dâu cũ quay về. Nhìn cảnh tượng trong nhà, mẹ chồng cũ tái mét mặt. Con trai và con dâu tôi ly hôn cách đây 2 năm. Khi đó chúng nó mới có chung với nhau một đứa con gái. Sức khỏe tôi yếu, con trai thì vụng về, làm sao nuôi được con nhỏ, nên chúng tôi cũng không tranh giành quyền nuôi con. Mà con bé bám mẹ vô cùng, con dâu lại cương quyết phải nuôi con gái bằng được. 2 năm qua, con trai tôi bận rộn công việc, không có thời gian để ý đến vợ cũ con riêng. Tôi thì có chút lương hưu nên thi thoảng cũng gửi vài đồng cho cháu gái. Hôm vừa rồi, đột nhiên con trai về nhà lúc đêm muộn, vào phòng tôi ủ rũ bảo nhớ vợ cũ và con gái quá mà không biết làm thế nào. Nó không dám tìm gặp vợ cũ vì 2 năm qua chẳng mấy khi liên lạc. Chắc là vợ cũ giận nó lắm, 2 năm ly hôn nó mới nhận ra không ai bằng vợ cũ. Nhìn con buồn bã muốn khóc mà tôi rất thương. Nếu vợ chồng con cái nhà nó được quay về đoàn tụ bên nhau thì tốt quá. Chính vì vậy, hôm vừa rồi tôi đã tìm đến tận nơi gặp trực tiếp con dâu cũ nói chuyện. Hy vọng có thể thuyết phục được nó giúp con trai mình. Nếu nó cũng có ý, tôi sẽ bảo con trai đến làm lành ngay. Khi tôi đến nhà con dâu cũ thì vừa hay gặp nó đang tưới hoa ngoài sân. Nhìn thấy tôi, nó rất bất ngờ nhưng vẫn niềm nở mời vào. Cho đến khi vào trong, nhìn cảnh tượng ở bếp thì tôi không khỏi đờ đẫn cả người. Cháu gái tôi đang ở trong bếp với một người đàn ông lạ trẻ tuổi. Anh chàng kia đứng nấu bếp. Hai người thân thiết trò chuyện rôm rả như thể bố con, mà chẳng phải như thể gì nữa. Cháu tôi gọi người đàn ông đó là bố rồi còn gì. Thấy tôi, cháu gái rất ngoan ngoãn, tự giác chào hỏi. Sau đó nghe con dâu cũ giới thiệu, tôi mới biết người đó chính là bạn trai của nó và hai đứa cũng dự định sang năm kết hôn. Nghe đến đó mà tôi tái mặt, vậy còn con trai tôi thì sao? Còn nước, còn tát, tôi gọi con dâu cũ ra nói chuyện riêng, bảo nó hãy nghĩ đến con gái, không ai tốt với nó bằng chính bố ruột. Anh chàng kia muốn lấy lòng bạn gái thì tỏ vẻ tốt lắm, nhưng về sống chung lại sinh thêm con thì mới thấy được lòng người. Anh ở đâu con dâu cũ của tôi đáp lời thế này: con không biết bố ruột tốt với con gái thế nào, nhưng chồng cũ của con thì bỏ bê nó từ lúc con vẫn mang bầu. Anh ấy cả tháng đi làm chẳng mang được đồng nào về cho vợ con, đi sớm về muộn, thường xuyên vắng nhà, lại chơi bời mờ ám bên ngoài. Con ra đời cũng chẳng bao giờ bế ấm, chăm bón. Tình cảm không có, vật chất cũng không, thì chẳng hiểu bố đẻ tốt với con ở điểm nào. Đường lại chẳng biết thế nào, nhưng hiện tại này, anh ấy đối xử với con bé rất tốt, cũng yêu thương con thật lòng, không để ý đến hoàn cảnh đã ly hôn của con. Nhờ bà về nói với bố con bé là con thật lòng mong anh ấy có thể sống tốt. Bà với anh ấy cũng không cần lo lắng cho con bé đâu, con sẽ luôn biết thế nào là tốt nhất cho nó. Không bao giờ vì tình yêu với một người đàn ông mà bỏ qua quyền lợi và hạnh phúc của con gái mình. Nghe con dâu cũ nói vậy, tôi tái mặt xấu hổ, không thể nói được gì thêm nữa, đành quay trở về luôn. Con trai tôi thật sự đã đối xử với nó quá tệ bạc. Lúc tôi thuật lại lời của nó, con trai tôi cũng rất buồn nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Nỗi lầm đã qua, có sửa đổi thế nào cũng khó mà lấy lại được.